Xây cốt nên bát con ngồi của cực ngồi cho Sing Lợi ý. Cô là ai vậy? Trời, sao cô lại ở đây? Gì chứ, tối qua là anh bám chặt em, anh kéo em lên đây mà còn gì nữa. Tôi kéo cô lên đây? Tôi kéo cô lên hồi nào? Ở dưới lầu đó. Anh á, tối qua xe không biết gì, té ở ngoài đường. Cũng may là có em nè, em tới đỡ anh. Sau đó anh kéo em lên đây. Tại sao lại như vậy? Cô nói tối qua tôi say mềm, vậy làm sao tôi về được? Trên thế giới này có taxi mà. Tôi tự kêu taxi về hả? Tôi giỏi vậy sao? Tối qua sau khi anh xuống xe, chiếc xe đó không có mở đèn, tiếp tục chạy về phía trước. Em nghĩ là bạn anh tiện đường đưa anh về. Có điều họ bỏ đi một nước luôn. Này vậy cô có nhớ người bạn trên taxi đó mặt mũi ra sao không? Là nam hay là nữ? Anh vừa té ra khỏi xe là anh ôm lấy em liền hả? Em làm gì có thời gian để ý người ta ngồi trên taxi là nam hay nữ chứ? Tôi vừa xuống xe là ôm lấy cô. Phải đó. Chiếc taxi bỏ tôi xuống rồi chạy tiếp hả? Phải đó. Sau đó tôi kéo cô lên trên này. Phải đó. Anh cần gì phải sợ như vậy? Em đâu kêu anh chịu trách nhiệm gì đâu. Em đói rồi, chúng ta đi ăn sáng đi. Mấy người đó sắp tới làm rồi, còn ăn sáng cái gì nữa? Mà mặc đồ vô đi. Sao sớm quá vậy? Cậu mất trí rồi hả? Hôm qua chúng tôi đi trễ 2 phút bị cậu la 2 tiếng đồng hồ, còn dám tới trễ sao? Nói thiệt nha, hôm nay cậu muốn la thì la điện thất kìa. Dù gì cũng chưa mở cửa, chú xuống dưới ăn sáng trước đi. Đâu cần phải vậy, muốn ăn kêu người đem tới là được rồi. Ăn ở đây hả? Mùi nồng nặc đuổi khách đi sao? Nè, ngoan đi, xuống dưới ăn sáng đi hả? Còn sớm mà đi ăn sáng đi, đi đi. Nè, túi xách kem đâu? Bánh hạnh nhân Tây Thi. Trời. Hay gì tôi vừa bước vào là đã nghe toàn mùi bánh hạnh nhân không? Cái thằng quỷ này, tôi còn tưởng là cậu đã thay đổi tính tình, biết kính lão sợ tôi bị đói. Tôi qua ăn khuya ở đây rồi chứ gì hả? Đã nói là chờ đi toilet xong rồi kêu cô ra mà. Cô làm vậy sẽ làm nhân viên của tôi sợ đó. Ơi, tối hôm qua vớ chân lắc tay của cô dứt đậy ở trên nệm đó. Sáng nay tôi đã giúp cô dọn dẹp bỏ vào trong túi xách tay rồi. Cô đừng có lục lọi lung tung nha. Tôi mượn phòng của cậu dùng là tôi không có đúng, tôi sai. Có điều khoan la tôi đã, để tôi đưa người ta xuống trước. Lát nữa tôi quay lại mời cậu đi ăn sáng nha. Cậu vừa ăn vừa la tôi cũng được, ok?
ông chủ đúng là có bản lĩnh nha. Cậu mà rảnh thì phải học hỏi ổng vài chiêu hả? Cậu làm ơn sau này đóng chặt cửa phòng đó lại. Tôi không muốn cách một tấm cửa kiến bên ngoài cũng nghe được tiếng cậu cãi nhau với một cô gái không có đứng đắn. Trước tiên, cô gái tối hôm qua tôi chỉ mới gặp cô ta một lần thôi. Cô ta có đàng hoàng hay không tôi hoàn toàn không biết được. Thứ hai, tối hôm qua tôi say mềm rồi. Sao tôi lên giường với cô ta tôi cũng không nhớ nữa. Với lại, tại sao tôi phải nói với chú? Chú đâu phải là cô gái kia. Còn có cô gái khác nữa sao? Dư Trấn à, cậu làm cái gì vậy? Trước đây cậu đâu có như vậy chứ. Phải, con người của cậu ăn nói ngang tàng lại không có lễ phép. Nhưng mà hàng xóm láng giềng đều thấy cậu rất là tốt, sẽ không có làm bậy. Cho nên tôi mới lo la ký bọn họ sẽ đi bôi xấu cậu, nên mới gánh cái tiếng xấu đó giùm cho cậu. Bây giờ cậu làm bậy với cô gái kia ở trong công ty, còn nói có cô gái khác nữa. Cậu lớn rồi, có muốn yêu đương á thì cũng làm ơn đàng hoàng nghiêm túc giùm một chút đi. Nè, cô gái khác kia là ai vậy? Không phải là cô diễn viên đó chứ? Chuyện của tôi mà. Dư Trấn Đông. Xin chào. Sao trùng hợp vậy? Anh còn dám tự động xuất hiện nữa. Tôi không rảnh cười cợt với anh đâu. Có biết sáng nay anh làm tôi mất mặt cỡ nào không? Chuyện đó tôi có thể giải thích. Anh giải thích sao đây? Tối qua anh uống rượu sai như vậy, có biết xảy ra chuyện gì không? Tôi uống sai rồi thì làm sao biết được chứ. Hơn nữa hành động phản ứng của loài động vật bậc cao như chúng ta đều là rất nguyên thủy mà. Anh nói đi đâu vậy? Còn phải coi cô muốn nói chuyện gì. Tôi đi, có thể nói theo đề tài của cô. Nếu không phải tôi tin vào câu nói tối qua của anh thì đã không đem cái dĩa đó đi hỏi giáo sư, làm các bạn học cười tôi mất mặt hết sức luôn đó. Ông ấy nói không phải là sản xuất tại Trung Quốc mà là sản xuất tại Hồng Kông. Hại tối qua nhớ mãi câu nói của anh, cả đêm không ngủ được, chưa gì đã vội vã ra ngoài. Làm ơn cho tô mì trứng, trà chanh lạnh. Tôi sai, không chịu trách nhiệm với lời mình nói, cho cô hy vọng giả, tôi không đúng, tôi xin lỗi. Xin lỗi cô. Phải rồi, anh không biết tôi sẽ la anh hả? Sao lại xuất hiện? À, không, tối qua tôi sai quá. Tôi không biết là cô có về nhà hay không, hay là cô đã ra ngoài làm việc cho nên không tiện nghe điện thoại. Tôi thấy hôm nay thời tiết rất đẹp nên tiện thể ra ngoài để đi dạo thôi. Anh không nhớ gì sao? Không phải chứ, tôi đã kêu một chiếc taxi đưa anh về Dưỡng Giác nhưng anh lại không chịu, cứ đòi giành xe dù với người ta. Tôi đã đi xe dù. Đúng đó, anh không nhớ sao? Qua đó là sao đây? À, ở đây có khai quật đồ cổ, đương nhiên là có người đã chết. Cô đào mới đồ của người ta nên tiện thể tôi mua qua tới coi như để chào hỏi người ta thôi. À, nói không chừng sau khi chào hỏi xong cô sẽ đào được nguyên bộ đồ ăn đó. Đâu có dễ vậy. Mì trứng, trà chanh lạnh đây. Cảm ơn. Bà, cái tô của bà lâu đời quá ha. Bà mua ở đâu vậy? Cái tô này là do ông chồng tôi lượm được ở sau núi á. Cô đừng nôn nóng như vậy chứ. Ăn cho nhanh, cô đi con thử để cô nhặt được nguyên bộ đồ ăn sau núi hay không. Anh nhớ mang theo qua luôn nha. Anh nghĩ có cần đúng nghe không? Uống nước trước đi, cô chừng mắc nghẹn đó. Chú Bảy à, chuyện gì? Cậu đang ở đâu đó? Đang ngồi trên xe về nhà, chứ đừng có hối nữa. Tóm lại cậu nghe cho kỹ nè, đừng có quay về nghe. Chuyện gì vậy? Trời ơi, tóm lại rắc rối lắm, đừng có về. Cả khu Dưỡng Giác cũng đừng có vào nghe. Chú Bảy à, có chuyện gì vậy? Ôi, xin lỗi, trên mạng đang xôn xao vì những tấm hình trên giường của cô và Dư Trấn Đông, bạn thân của Chloe. Rốt cuộc hai người là quan hệ thế nào? Những tấm hình đó rõ ràng cô đã tự dùng điện thoại để chụp, có phải là thật không? Không phải đâu, trước đây tôi làm mất điện thoại, bây giờ cũng chưa có điện thoại dùng nữa.
còn nói là làm mất không có điện thoại dùng, nhưng điện thoại của cô lại ở đây. Thật ra hình đó là cô tự tung lên mạng phải không? Trả lời chút đi, trả lời chút đi. Không có gì để nói cả, không có gì để nói. Trời ơi, có tin đồn là cô bị đánh nên đi khám bác sĩ, có liên quan tới những tấm hình đó hay không? Cô là người bị hại, tôi muốn hỏi thì hỏi tình huống. Đúng cô nói có phải là Dư Trấn Đông không? Có phải hắn biết cô tung hình lên mạng nên đánh cô không? Tôi chỉ có thể nói tôi khó khăn lắm mới lấy lại được điện thoại thôi. Có phải là cô gì trả thù để tung hình đó lên mạng hay không? Tôi đã nói với nhà tài trợ kêu họ tiếp tục ủng hộ Chloe, không có vấn đề gì đâu. Chúng tôi cũng đã đánh tiếng với khách hàng ở trong ngoài nước. Chloe tiếp tục làm người đại diện cho họ. Tôi đã dịch xong bản tin ra 18 thứ tiếng, tuyên bố Chloe sẽ trở lại, tối nay có thể phát được rồi. Chị May à, nhưng Chloe chưa nói sẽ quay lại. Chúng ta đã hứa với nhiều người như vậy, còn phát bản tin nữa. Được rồi, tôi nói Chloe nhất định quay lại là quay lại mà. Lại là chị làm sao? Chị làm rất nhiều chuyện để giúp em cứu vãn, em phải nói rõ là chuyện nào chứ. Chuyện này chị khuyên em đừng có xem tiếp. Mấy tấm sau còn có thêm lời bình khó nghe nữa đó. Chị còn nói nữa, thật ra chị sắp xếp cho cô ở bên cạnh Dư Trấn Đông chụp hình rồi tung lên mạng. Chị tốn công tốn sức chọn đúng thời điểm, muốn lợi dụng chuyện này để đối phó em. Đúng là chị lợi dụng cô ở bên Dư Trấn Đông chụp hình tung lên mạng, nhưng mà chị làm mọi chuyện đều vì muốn tốt cho em. Chị nhầm lẫn rồi đó. Em với Dư Trấn Đông đâu có gì, cho dù anh ta có lên giường với bao nhiêu người em cũng không có đau lòng đâu. Em đau lòng hay không không quan trọng, quan trọng nhất là công chúng đau lòng giùm em thôi. Cảm thấy Dư Trấn Đông là đàn ông hèn, kẻ bắt cá hai tay. Bây giờ em rất đau đớn, sau đó em quay trở lại thì tiếng tâm của em lại càng nổi hơn trước nữa đó. Tới bây giờ chị vẫn muốn coi em như con rối để chị sắp đặt. Được, em nói cho chị biết, em nhất định không quay lại. Vậy em đừng có hối hận nha. Chị muốn làm gì? Tới lượt chụp hình em đưa lên mạng hả? Chị là chị họ của em, sao có thể làm vậy với em chứ? Nhưng mà tên không biết điều đó, chị không có chút cảm tình với cậu ta thì khó nói lắm. Chị còn muốn đối phó Trấn Đông. Chị có thể khiến cậu ta ra đường không ngẩng đầu lên được, vì chỉ cần người nào nhận ra cậu ta sẽ đánh chửi. Chị còn có thể làm cho tiệm điện máy của cậu ta trở thành tiệm trá hình ở Hồng Kông. Tóm lại cậu ta gặp chị sẽ xui xẻo. Chuyện gì mà em có thể tưởng tượng ra, chị đều làm được hết. Tóm lại, nếu em không trở lại, tất cả mọi hậu quả tên ngốc đó sẽ được gánh toàn bộ. Em nghĩ kỹ đi. Bình thường chị làm nhiều chuyện như vậy, em có thể xem như không thấy. Nhưng mà chị còn muốn làm hại một người, chị điên thật rồi. Em được biến mất thì chị sẽ không điên đâu. Chị tưởng có chị mới điên sao? Em cũng làm được nè. Bây giờ em sẽ rời khỏi Hồng Kông, chị hại anh ta sao cũng được. Không có em, để coi chị tìm ai trở lại. Em sẽ chơi với chị tới cùng. Chị May đúng là càng ngày càng quá đáng đó. Louis à, cô cứ đi càng xa càng tốt, đừng để người ta tìm ra. Tôi ủng hộ cô đó. Cầm lấy, lên giường đi. Lên giường? Lên giường lộn vài vòng. Không có được đâu. Tôi kêu anh lộn thì lộn đi. Ừ. Cởi thắt lưng ra. Cái gì? Cởi thắt lưng ra. Làm gì vậy? Hồi nãy đã sờ vào quần áo tôi. Trên tay anh có sợi quần áo của tôi. Anh lăn lộn trên giường của tôi. Trên giường của tôi có ADN của anh. Tôi kèm theo tấm hình anh đang cởi dây thắt lưng này. Nếu một lát nữa tôi báo cảnh sát anh là đồ cưỡng hiếp, anh nói cảnh sát sẽ tin ai đây? Cô là bạn của tôi, sao cô đối xử với tôi như vậy được chứ? Loại bạn như anh là thứ giả dối. Chị họ của tôi sai anh ở bên cạnh tôi để làm gián điệp, có đúng không? Đương nhiên không phải. Cô nhìn tôi mang như vậy, tôi giả làm gay để tiếp cận với chị May thôi. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Vậy đừng sao? Mà đừng mà cô thật là đáng ghét quá đi à. Anh đừng có giả bộ nữa. Hôm đó tôi và Dư Trấn Đông ở Sa La Động không có ai biết hết. Nếu không phải anh nói cho chị tôi biết, cô tại sao gặp Dư Trấn Đông được? Anh là tên phản bội, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Đừng mà, ngồi tù khổ lắm đó. Huống hồ tôi không phải là loại người làm bậy mà. Muốn tôi không báo cảnh sát cũng được. Anh nói cho tôi biết, chị họ tôi đã làm những chuyện xấu gì. Vậy là sao? Là chứng cứ phạm tội đó. Anh là người bên cạnh chị ấy, tại sao lại không biết? Anh tưởng tôi ngây thơ vậy sao? Không có chuyện đó đâu. Cùng lắm là chị ấy đưa tin ra bên ngoài, chứ làm được gì đâu chứ. Không nói chứ gì. Đừng mà, để tôi suy nghĩ một chút đã. Dù có, cùng lắm chỉ là lần trước chị ấy giúp cô quỹ hợp đồng nước cam để nhận quảng cáo trà chanh, có lẽ đã nhận chút tiền quê hồng thôi. Sổ sách. Cô à, cô đang làm gì vậy? Đúng lúc lắm gì Quế. Lấy cái búa cho tôi, càng lớn càng tốt. Sao cô lại đụng tới cái xác của chị họ cô vậy? Lỡ như cổ biết cô lục lọi thì phiền phức lắm. Trước đây tôi bỏ một thứ quan trọng vào trong đó, bây giờ muốn lấy ra thôi.
Dì đừng để ý tới. Nè, nhà mình có dụng cụ hàng điện gì hay không? Hay là có thợ khóa nào không? Kêu họ giùm tôi đi. Ê, cần gì phiền phức vậy chứ? Mật mã của két sắt á là ngày sinh nhật của chị cô đó. Quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện lớn như vậy mà chị không nói cho em biết, làm em tưởng chị gạt tiền của công ty, mở két sắt của chị em mới thấy bản báo cáo đó. Em không biết nên trách chị hay là trách chính em nữa. Em khờ quá à. Thật ra bà ngoại chị, dì chị, má của chị đều bị ung thư mà qua đời. Thì bị bệnh này đối với rất nhiều người không có gì là bất ngờ hết. Nhưng khi bác gái qua đời cũng đã 60 tuổi. Vậy thì đã sao? Má chị không lo lắng ăn được ngủ được. Không lẽ em cảm thấy mười mấy năm nay chị không lo lắng cho em chút nào hay sao? Em có còn nhớ tại sao chị làm người đại diện cho em không? Nhớ chứ. Năm em 16 tuổi được phát hiện ra trên đường phố, kêu em đi đóng quảng cáo. Chị sợ em bị gạt nên đã đi theo. Như vậy đúng không? Nghe lại giống như chuyện mới hôm qua. Chị à, hay là chị tìm bác sĩ khác khám lại đi. Chị tìm rồi. Vì bác sĩ này đã là người thứ ba. Bệnh của chị đã qua giai đoạn 3. Thật ra chị không còn nhiều thời gian nữa. Cũng chính vì như vậy, chị muốn thời gian còn lại của chị có thể lo lắng cho em. Chị đừng nói vậy mà, em không muốn chị bị vậy đâu. Chloe à, nghe chị nói đi. Thật ra mười mấy năm nay chị đặt rất nhiều tâm sức vào em, không chỉ là vì em đâu. Trước đây chị từng tham gia 3 lần tuyển diễn viên, 2 lần qua hậu Hồng Kông. Thật ra người muốn làm ngôi sao là chị, nhưng mà không được. Chị không thuộc về ngành này, cho nên chị luôn không muốn em rút lui. Bởi vì từ em thì thấy được chuyện chị không làm được. Em nói chị ích kỷ cũng được, vì tương lai của em cũng được. Người như Dư Trấn Đông tiếp cận em, đối với em chỉ có hại chứ không có lợi đâu. Chị vì muốn triệt để ngăn chặn các phóng viên giết bậy, các fan hâm mộ không trở mặt, nhà đầu tư không quay mặt đi, thậm chí là chuyển nguy thành an, giúp em tạo ra tin tức, lấy lại hình tượng. Chị thật sự không thể không làm như vậy được. Chị tin em đi, em và Dư Trấn Đông không có tư tình đâu, anh ta không liên quan gì hết. Bao nhiêu năm nay người không liên quan tới em như bị hại đâu chỉ một mình cậu ta. Có lẽ vì vậy mà ông trời cho chị căn bệnh này. Chị à, chị đừng như vậy mà. Những chuyện không nên làm mười mấy năm nay chị đều làm hết rồi. Muốn chịu cứ để một mình chị chịu đi. Em hoàn toàn không biết gì, em không cần phải ai nấy. Xem như em cùng với chị đi hết đoạn đường sau cùng đi. Em đừng nghĩ em vì hoàn thành tâm nguyện cho chị mà phải xem như em vì mình. Em sinh ra định sẵn là làm nghề này rồi, con đường của em còn rất là dài. Bây giờ em từ bỏ có đáng không? Nhưng em thật sự đã chán ghét nghề này lắm rồi. Không phải là em chán ghét, mà là em mệt mỏi thôi. Em nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao nữa. Em còn nhớ không? Em từng nói là em muốn giành giải Oscar mà. Lúc đó em chỉ nói vậy thôi. Em được mà. Chị giúp em sắp đặt lâu như vậy, bây giờ mới giúp em nhận được một bộ phim xứng đáng. Bởi vì giai đoạn này diễn xuất em là đạt nhất. Cho mình thời gian 2-3 năm đi, xem thử có được không. Sau đó nếu muốn rút lui thật, ít nhất cũng có kết cục tốt đẹp. 2-3 năm. Chị hy vọng tới lúc đó hai chị em mình cùng ăn cơm chung. Trên bàn ăn sẽ để giải thưởng Oscar của em. Nhưng em đã tuyên bố rút lui rồi mà. Đó chỉ là chuyện nhỏ, chị có thể sắp xếp giùm em. Vậy còn chuyện của Dư Trấn Đông? Đúng thật là chị có lỗi với Dư Trấn Đông. Chị sẽ đích thân nói chuyện với anh ta. Trước mắt em chỉ cần rời khỏi Hồng Kông, chị sẽ giúp em có lý do tránh gặp báo chí.
Tóm lại mọi việc cứ giao cho chị. Lôi Y, hãy để chị trong những ngày tháng cuối cùng làm được những việc đáng làm và có ý nghĩa đi nha, được không? Cảm ơn. Đây là hộp điện thoại của Dương Trấn Đông. Có gì cứ nói hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Trấn Đông à, tôi đây. Chuyện lần này tôi thật không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Chuyện này nếu không phải tại tôi thì anh cũng không gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy đâu. Tôi xin lỗi nha. Tôi phải đi đây. Tôi nghĩ khi tôi trở lại anh vẫn còn giận tôi, nhưng tôi nhất định phải làm vậy, bởi vì tôi không thể không làm vậy được. Tôi hy vọng anh tin tôi. Tôi làm vậy là vì không muốn tổn hại ai, nhất là anh, vì tôi đã coi anh là bạn rồi. Bạn hai người không thể chen vào người thứ ba. Xin thưa lỗi, tôi ra đi. Cả đêm không ngủ sao? Không có, em định về sớm một chút để theo dõi bình luận trên Weibo của Lô Y thôi. Lô Y có thật gì thất tình mà ra đi hay không vậy? Anh nghe cô ta nói bạn hai người không thể chen người thứ ba, rõ ràng là nói tới tình tay ba rồi. Thì ra anh cũng đọc sao? Em gái của anh làm việc cho cô ta, anh cũng phải nghe ngóng một chút chứ. Phải rồi, anh thấy các fan chửi Dư Trấn Đông nhiều lắm đó. Đúng vậy, có rất nhiều người nghe và bình luận đều trách cứ một mình anh ta. Dù nỗi tức giận trúng hết vào một người, không biết anh ta có chết không. Ừ, ai biểu người đàn ông đó bắt cá hai tay làm gì. Làm Louis không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi, fan hâm mộ đương nhiên lo lắng chứ. Louis đâu phải là không nói tiếng nào, em cũng có nhắn lại giùm cổ mà. Con người bây giờ đang thịnh hành cái chuyện bình luận ở trên mạng, nói hết rồi thì thôi, fan có thể để ý, nhưng người ngoài chưa chắc đã nhìn thấy đâu. Cho dù nhìn thấy thì sao chứ, cũng đâu phải đối diện trên máy tính, cũng không phải là người thật. Huống hồ em viết vài chữ, người ta đương nhiên phải đoán rồi. Bây giờ nói tới quan hệ giữa người với người, chứ không phải là giải đố chữ. Quan hệ giữa người với người, cho dù đối diện với nhau thì đã sao? Có lúc có người dù là mình nhìn thấy, có nhiều chuyện cũng không biết nên mở lời ra sao. Có lẽ tới cuối cùng cũng chỉ biết nói chào anh, ăn cơm chưa vậy, chứ đại loại vài câu đó thôi. Bọn tụi em là như vậy đó, vì sợ ngại ngùng mà không chịu nói rõ ràng trước mặt người khác, sau đó tùy tiện xem như chuyện đã xong rồi. Em có còn nhớ không, bà má chúng ta khi còn sống từng nói, làm người phải có trách nhiệm, cho dù có tuyệt giao với người đó cũng phải nói rõ ràng trước mặt của anh ta. Em gái đi nha. Dạ, bye bye. Mày gặp lại. Đánh trái cầu lên đó rồi hả? Dạ phải. Phải á. Anh lấy tới. Lấy giùm em đi. Chứ được mà. Hình dạng nó không đủ chút cao á. Thôi. Hay là nhờ người cao hơn lấy giùm đi. Làm người không có trách nhiệm, cho dù có tuyệt giao với người đó cũng phải nói cho rõ ràng trước mặt của anh ta. Sắp đi được rồi. Được không? Ê, sắp. Để chị lấy cho. Sắp được. Cảm rồi. Ơn chị. Ê, là cô hả? Tôi không ngờ lại gặp anh trong tình huống như vậy. Nghĩ kỹ lại cũng không lạ đâu. Mới sáng sớm tới đây đánh thái cực kiếm, múa lụa tám màu, cổ lỗ như vậy, rất hợp khẩu vị của chúng ta. Anh nói tới khẩu vị, tôi nhớ lại lúc ở bệnh viện anh nói với tôi món bò hầm ở Ngô Đầu Giác đó rất là nổi tiếng. Tôi đã đi tìm nhưng không tìm được. Sau đó hỏi người ta mới biết ông chủ đó nghỉ luôn không bán nữa. Ủa sao tôi không biết vậy?
Lúc đó tôi cũng muốn gửi mail cho anh, nhưng mà... Tôi hiểu mà. Tôi cũng từng tới Cửu Long Thành nhìn thấy sữa đậu nành cô mua không được, nhưng ở đó có. Tôi cũng không dám gửi mail cho cô. Phải đó. Tại sao chúng ta không dám gọi điện thoại cho nhau vậy? Cô là một người tốt, cô không muốn tôi bị mất mặt. Thông thường thì những gì nam nữ muốn từ chối tình cảm của đối phương đều nói đối phương rất tốt. Cô là người tốt, tôi nói thật lòng đó. Tôi cũng nói thật, anh là người rất tốt. Tôi biết, nhưng hơi thấp phải không? Hoặc cũng có thể nói là tôi hơi cao một chút. Nếu chúng ta có thể đổi chiều cao cho nhau thì tốt biết mấy. Chuyện đó thì không thể nào thay đổi được đâu. Nhưng vậy thứ khác có thể thay đổi được. Tuy là chúng ta không thể tiến triển thành mối quan hệ đó, nhưng chúng ta có thể làm bạn thân. Nếu như tới bạn bè mà cũng không thể làm được, tôi cảm thấy thật sự đáng tiếc đó. Thật ra tôi cũng cảm thấy cô làm bạn bè sẽ tốt hơn. Cũng giống như bây giờ vậy. Suy nghĩ của chúng ta cũng giống nhau, hợp thật đó. Vậy bây giờ anh có biết được tôi nghĩ gì không? Không biết đâu. Còn tôi thì muốn tới Đại Phúc Ký ở Vườn Giác ăn cháo. Được đó, cháo qua đó rất ngon. Ê, à chà. Nè, anh không sao chứ? Ở đây không biết tại sao lại đau như vậy. Đi lâu rồi mà không nhận ra. Là quyệt gì vậy ta? Anh bạn, quyệt này biểu hiện thận của cậu. Nếu cậu càng đau, nghĩa là thận của cậu càng yếu. Nè, có giới thiệu sai không vậy? Sư phụ này rất giỏi, chỉ cần bấm để biết anh có chuyện ở đâu đó. Thận của tôi đâu có sao, chỉ có tóc tôi có chuyện thôi. Phải rồi sư phụ, dưới bàn chân có quyệt nào có thể bấm cho tóc của ta mọc lại được không? Có, tới mỗi ngày là được rồi. Tôi bảo đảm tóc của cậu sẽ rậm giống như tổ chim luôn. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Thay đổi vị trí phong thủy trong phòng hết trơn à. Đám người ngoài đó xem anh như sứt khỉ cười cái buổi sáng luôn đó. Tôi muốn thay đổi vị trí, tôi không có muốn bị người ta nhìn sao gáy nữa. Cả ngày tôi phải đổi nón, cậu tưởng tôi không nóng hay sao? Lúc đó em đã nói rồi, anh ngồi xoay lưng ra cửa sổ thì có vấn đề gì đâu. Anh sợ mấy bà bên kia vô ống nhòm nhìn anh hả? Đó thì cậu cũng nói rồi đó, người ở cửa sổ bên kia sẽ nhìn thấy khi ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào, đầu tôi sẽ phản quang trở lại, làm sao mà an toàn được. Phản quang nè, đến đầu anh rụng tóc nữa rồi kìa. Trời ơi, đừng có đụng vô nghe, trở mặt đó nghe. Cách của chuyên gia tóc lần trước không có được rồi, đi khám bác sĩ chưa? Khám rồi. Đã suốt mấy tuần rồi, uống thuốc rồi cũng không khác mấy. Bác sĩ đó không có đủ giỏi, mau đổi người khác đi. Nè, trước đây em từng nói với anh, có một thần y Sơn Tây lâu lâu tới Hồng Kông 2 tuần đó, ông ta chuyên trị các bệnh lạ đó nghe. Nè, ông ta có phương thuốc trị rụng tóc rất hiệu quả đó. Anh may mắn lắm, thứ tư ông ta tới Hồng Kông rồi. Thần y hả? Cậu tin như vậy sao? Cậu coi tôi là gì? Đàn bà hay là con nít đây? Thần y mà cậu cũng tin? Nếu cậu thật sự quan tâm tôi, rủ tôi đi uống rượu là được rồi, hả? Hôm nay xem ra tình hình rất là tốt đó. Em mở miệng bên đó rất là được. Đâu có đâu, em bên cạnh hấp dẫn hơn đó. Ê, khoan đã. Hai người đừng có trọng sắc khinh bạn có được hay không? Không phải hai người nói, chỉ đi uống rượu với tôi thôi sao? Tình hình tối nay tốt như vậy, trong ra tay là có lỗi với bản thân đó. Không lẽ cậu muốn ngồi yên sao? Cậu đã cai 2 tháng nay rồi đại ca. Trời ơi, tôi cũng đâu có muốn, hả? Thôi bỏ đi. Tối nay hai người đừng có quan tâm tới nghĩa khí gì đó nữa. Đi phóng túng, đi trụy lạc, đi đắm chìm tủ sắc, thì sao cũng được, tôi không thèm để ý, hả? Leo, Nick, như cũ okay. Nghe. Cảm ơn. Cô à, không phiền tôi mời cô một ly chứ? Không phiền. Có điều tôi không phải là cô. Xin lỗi nha. Tôi mời anh uống một ly chắc là được chứ. Tao để lần sau đi, tóc anh rất là đẹp, rất hấp dẫn đó. Chỉ một ly thôi mà. Nha, được không? Đừng có vậy mà. Tôi không có thích đàn ông đâu. Anh giật tóc của tôi sao? Hả, tóc hả? Chỉ có 1 sợi, 2 sợi thôi mà. Tóc là sinh mạng của tôi đó. Đương nhiên tôi biết tóc là sinh mạng của đàn ông. Ai kêu anh để dài làm gì? Anh mắng tôi nè, hả? Chuyện gì vậy?
Trời ơi, trời ơi, làm cái gì vậy? Lên tay đi, tới đây chạy máu rồi kìa. Trời ơi, còn cái xác giùm tôi đi. Mau lên, nhanh lên. Thôi được rồi, tôi không sao, tôi không sao. Trời ơi, đụng vào tôi. Đó là tiền bay đó quá vậy. Tôi không sao, không sao. Bác sĩ à, tôi không cởi nón ra có được không? Anh không cởi nón, làm sao tôi xem vết thương được? Anh à, anh hợp tác một chút đi, nếu không tôi không giúp được anh đâu. Rửa vết thương trước. Dạ. Cố chịu chút nha. Cố chịu chút đi. Xong rồi. Rửa xong rồi bác sĩ. Chuyện nhỏ thôi, vết thương không sâu lắm, may mấy mũi là được rồi. Chuẩn bị dao cạo tóc. Dao cạo tóc gì vậy? Dao cạo tóc gì? Vị trí vết thương có một phần nằm giữa tóc của anh. Tôi phải cạo phần tóc của anh mới may lại dùng anh được. Nhưng mà đỉnh đầu của tôi đã rụng một mảng lớn rồi, anh còn muốn dùng dao cạo cạo tóc của tôi nữa hả? Anh à, có phải anh muốn tôi may luôn tóc của anh không? Dạ đây bác sĩ. Cạo đi. Dạ. Rồi chạy. Bác sĩ Chung à, tóc của tôi không thể rụng được nữa đâu. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi đã kiểm tra cho cậu, cậu bị nóng gan quá độ, thận thủy bị nhiệt. Trước hết thì tôi sẽ giúp cho cậu hạ hỏa trong gan, điều tiết lại gan thận là sẽ không có sao nữa đâu. Vậy có thể trị dứt được không bác sĩ? Vậy thì phải coi bản thân cậu nữa. Hả? À, coi bản thân tôi? Nè, gói thuốc này là dược hoàng độc môn của tôi đó. À, dùng 7749 loại thuốc quý hiếm để điều chế thành. Mỗi ngày uống một viên, phải uống hết một liệu trình thuốc. Nếu không phải là người quen giới thiệu, đưa nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không cho đâu. Nhưng mà đây là thuốc gì vậy? Đã nói là bí quyết độc môn rồi mà. Cậu không tin hả? Không tin thì thôi. Hết tin, tôi nè. tin chứ. Cậu phải nhớ uống dược hoàng này trong 7749 ngày nha, không được gián đoạn đó. Một lần cũng không có được thiếu. Nè, sau khi cậu uống hết gói thuốc này thì tôi bảo đảm là tóc của cậu sẽ nhiều gấp đôi trước đây. Còn nữa nha, suốt đời sẽ không bị rụng tóc nữa. Ông yên tâm đi, tôi sẽ uống thuốc đúng như ông hướng dẫn. Tóc đó có liên quan với gan và thận. Trong thời gian cậu uống thuốc có một điều này, cậu nhất định phải ghi nhớ cho thật kỹ nghe chưa. Không được hành phòng. Hành phòng? Hả? Hành phòng gì vậy? Tức là không có được cần nữ sắc. Trong vòng 7749 ngày phải cấm sắc nè, cấm dục nè. Nếu không thì gói thuốc này không chỉ không thể giúp được cậu, mà hậu quả sẽ khó lường đó. Nhất định là phải cấm nữ sắc sao? Một lần cũng không được hả? Cậu muốn có tóc hay là muốn có phụ nữ, tự mình quyết định đi. Làm hòa thượng 49 ngày còn hơn là cả đời làm hòa thượng. Kelly. Cyrus, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang định ra khỏi nhà. Chúng tôi đang tới nhà hàng, anh đừng có chậm chạp quá mà. Được rồi, nếu hai người tới trước thì cứ gọi món trước đi. Được, vậy anh nhanh lên nha. Bye bye. Bye. Cho hỏi anh đi mấy người. Ông Dương đã đặt bàn rồi. Dạ, mời bên này. Cảm ơn. Là bàn này. Cô có nhầm lẫn với ông Dương khác không vậy? Là bà Dương đặt ba chỗ, hoặc là ông Dương đặt ba chỗ đó. À, anh có phải là Cyrus không? Nhận ra anh đó. À, đúng là chỗ này rồi. À, cảm ơn cô. Đây là bạn của Kelly, tôi tên là Ada. À, chào, tôi tên là Kim. Xin lỗi, tôi không biết Kelly có hẹn thêm một người bạn. À, không sao, phải rồi, họ đâu rồi? Họ hẹn tăng sở sẽ tới đây luôn mà. À, xin lỗi, tôi có tin nhắn. Xin lỗi, hai vợ chồng tôi có việc đột xuất không tới được, phiền anh giúp tôi tiếp đãi Ada, Kelly. Tôi nghĩ họ sẽ không tới đâu. À, không sao đâu, hay là anh gọi món đi ha. Cô hãy trả lời thành thật với tôi đi. Tối hôm qua, cô với Cyrus ăn cơm với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Ấn tượng của cô với ảnh ra sao? Hả? Ấn tượng thì quả thật là rất tốt đó.
còn cao to đẹp trai hơn trong tivi nữa chứ. Lại lịch sự nhã nhặn. Có điều nói chuyện nhỏ nhẹ quá nên hơi buồn chán. Nhưng tôi thấy thích nhất là rất có phong độ. Ăn cơm xong đưa tôi về nhà. Sau đó anh có biểu hiện gì không? Ui, biểu hiện gì chứ. Anh chỉ đưa tôi tới dưới lầu mà thôi à. Cô cũng nói là anh cao to, lịch sự, phong độ. Tại sao không tấn công đi? Sao cô không mời anh lên nhà uống cà phê? Cà phê ở nhà mắc tiền lắm hả? Tấn công phải nói tới cảm giác chứ. Cô không có cảm giác với ảnh sao? Có rất nhiều nữa là không làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn. Có khi nào cách cô ăn mặc ngày hôm qua không có ổn nên không hấp dẫn được người ta không? Cô hai à, cô mới quen với tôi sao? Con người của tôi dù có đau ruột thừa tôi cũng phải trang điểm xong rồi mới kêu xe cấp cứu chứ. Huống hồ là tối qua tôi trang điểm rất kỹ càng. Có điều á, bạn của cô có chút kỳ lạ nha. Ảnh kỳ lạ ở chỗ nào? Tôi cảm thấy ảnh giống gay. Chà, Cyrus à, ở ngoài này đang nghe mùi cà phê. Có phần của anh đây, thêm đường thêm sữa. Thực ra tôi hơi lo. Tôi sợ cậu còn giận tối đêm đó. Tôi và bà xã đã thất hẹn. Bỏ đi, tôi biết vợ chồng anh muốn tốt cho tôi. Có điều anh nói với Kelly một tiếng. Tôi biết hai người quan tâm tới tôi, nhưng mà đừng như vậy nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ khuyên Kelly đừng bày nhiều chuyện nữa. Kelly trước giờ chưa pha được cà phê ngon về cho tôi uống. Thật ra anh nên ăn kiêng chút, bớt ăn ngọt lại. Gần đây động tác của anh đánh bóng chậm như đóng phim chậm vậy đó. Chắc chắn là anh mập lên nhiều. Anh coi bụng của anh kìa, phình ra rồi đó. Ê, bỏ đi. Tập cỡ nào cũng đâu như hồi 20 mấy tuổi được. Không phải đâu. Gần đây tôi luyện tập theo cách ở trên mạng, rất có hiệu quả, anh thử đi. Có hiệu quả thiệt không? Không tin anh sờ thử đi, có chắc không? Đúng đó. Thấy không? Phải ha. Có điều cơ bắp chỉ là chuyện nhỏ, chỗ này phải chắc thì mới được nè. Đâu đâu, cũng đâu có tệ lắm đâu, còn thuốc chữa mà. Để xem cậu coi. Có chắc không? Được lắm đó, tốt lắm. Còi tay của anh kìa. Sao ăn rồi mà sắc mặt vẫn như vậy? Anh nói thích ăn cà ri Ấn Độ kìa mà. Tôi ăn cà ri cả tuần nay rồi đó đại ca. Ăn tới nỗi méo miệng luôn rồi nè. Thôi mặc kệ, tôi ra ngoài ăn mì Hoành Thánh. Không được đâu, chú Bảy nói anh không được đi ra ngoài. Anh thích ăn mì Hoành Thánh thì kêu đem tới đi. Kêu tới thì mì đã nở rồi làm sao ngon được chứ. Anh thích ăn cái gì, anh có rất nhiều lựa chọn mà. Chuyện của mình rõ nhất. Anh đi xuống đó, lỡ bị phóng viên bao vây thì càng phiền phức hơn. Nếu bị fan của Louis bao vây á, tôi không cứu anh nổi đâu. Ngoan ngoãn nghe lời thì được rồi. Nhớ đó, gọi đồ ăn đừng có dùng điện thoại nha. Điện thoại của tôi đã tắt máy cả tuần nay rồi. Để tới mức hết pin luôn. Phóng viên không gọi được cho tôi. Họ cũng không thể dùng GPS để tìm tôi. Dù tôi muốn mở máy cũng không được. Tôi làm sao mà dùng điện thoại để kêu đồ ăn? Anh có thể nói những chuyện tôi không biết có được không? Hèn gì chú Bảy cảnh cáo tôi, đừng nói với anh nhiều quá. Tôi đã ăn cà ri cả một tuần rồi, nóng hết ruột gan luôn. Vậy được chưa? Cà ri Ấn Độ bỏ rất nhiều gia vị, cân bằng dinh dưỡng, giúp anh điều tiết dạ dày. Hèn gì chú Bảy nói với anh, thanh niên trẻ tuổi mà quê mùa hơn cả ông già nữa. Cái gì? Trung tâm mua bán điện máy Hồng Kông đây. Chú nói xấu tôi cái gì vậy? Hả? Chú có biết sẽ làm ảnh hưởng tình hữu nghị giữa Trung Ấn hay không? Là cậu Hải Dương Trấn. Cậu làm gì mà chưa chịu về nữa? Ở bên cao ốc Trùng Khánh đó sướng quá rồi hen. Chú kêu tôi ở đây trốn các phóng viên chờ tin của chú mà bây giờ nói vậy là sao? Phóng viên hả? Hai ngày trước giải tán hết trơn rồi. Giải tán rồi? Ê, anh ta đó. Ừ. Đi đi. Ý chà,
trấn mập và trắng ra đó nghe. Cà ri gà bên cao ốc Trùng Khánh đúng là đặc biệt thơm ngon ha. Tôi biết lát nữa cậu sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này xem như tôi không coi chừng họ kỹ, bọn họ lơ là, tôi cũng có sơ suất. Thật ra không liên quan tới chúng tôi đâu. Hồi nãy có một bà chị tới mua MP3 cho cháu bà ta, tôi liền tới tiếp đón bà ta. Sau đó có hai cô gái trẻ lên đây, họ nói là muốn mua mấy cạo, còn kêu tôi làm thử cho họ coi nữa. Tôi liền làm theo, ai ngờ là bọn họ tới để phá rối chứ không phải muốn mua. Sau khi bọn họ đi, sau đó bà chị đó cũng đi, cái máy MP3 cũng không còn nữa. Đáng ghét nhất là chú Bảy này nè, vừa mới nhìn thấy gái đẹp là đã chạy tới ba qua liền à. Nhưng mà chưa ba qua được gì thì cái bà kia đã lấy mất cái MP3 rồi. Đương nhiên không phải rồi. Tôi biết là ông không biết sử dụng cái máy gì à. Tôi không muốn mất mối buôn bán nên mới tiếp đón. Sao ông không tiếp đón bà chị đó đi? Trời ơi, còn nói cậu tiếp đón bà trước mà. Đương nhiên mà chị đó nói chuyện với cậu cũng rất hợp nữa. Là ông muốn làm quen hai con nhỏ đó thì đúng hơn. Ông đừng có đổ thừa. Đừng có cố cãi nữa. Thật ra đó chỉ là chuyện nhỏ. Mấy cái máy MP3 đó công ty đã tính sổ rồi, đừng có trách họ nữa ha. Chú là ông chủ, tôi nghe theo chú. Tóm lại sau này cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, sau này phụ nữ không quá 40 thì không tiếp đón. Càng đẹp càng không bán cho họ, bởi vì bọn họ chỉ tới vì lợi ích và để lợi dụng mà thôi. Người chúng ta có phải vì cô chen vào giữa không? Đúng rồi, tôi vừa làm cho biết đi. Rất cảm ơn mọi người. Hôm nay Louis sẽ không thể trả lời phỏng vấn cô phóng viên. Lát nữa chúng tôi có buổi công bố tin tức, sẽ có tuyên bố chính thức. Xin lỗi, xin tránh ra. Louis cần đi nghỉ ngơi, xin lỗi nha. Why do stars fall down from the sky?